Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái đề tài mà rất là nhiều người hỏi là có phải đầu tư bất động sản lúc nào cũng tốt không anh Đức? Còn mua nhà cửa, nhiều khi mình đầu tư 200.000, mình có 200.000, mình mua một căn nhà 1 triệu, mình mượn 800.000, sau này căn nhà giá trị căn nhà tăng gấp đôi là 2 triệu. Thì các bạn thấy từ 200.000 mình lời liền 1 triệu. Đó, thì nó gọi là cái đòn bẩy tài chính. Các bạn nhớ một câu. Chào các bạn khỏe không? Đức Phạm chào mừng các bạn đến với lại cái channel Đức Phạm ở Mỹ. Đức Phạm thành lập cái channel Đức Phạm ở Mỹ để mong muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm Đức đã trải qua ở Mỹ và giúp các bạn có một cái kế hoạch đầu tư đúng đắn và chúc các bạn thành công. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái đề tài mà rất là nhiều người hỏi là có phải đầu tư bất động sản lúc nào cũng tốt không anh Đức? Đó, thì Đức muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Ai á cũng biết đầu tư bất động sản là thường người ta cũng nghĩ là tốt, là tại vì nó có tính ổn định và lợi nhuận cao. Thì hỏi tại sao nó ổn định? Là tại vì các bạn thấy rằng là lý do mà ổn định á, là một trong những cái điều khoản quan trọng của ổn định là nó không có thay đổi nhiều, nó không có thay đổi chóng mặt. Các bạn chơi stock, các bạn chơi tiền điện tử, tiền ảo, thì các bạn thấy là tiền nó thay đổi, có ngày nó xuống 20%, 30%, rất là dữ dội, tức là cái biên độ dao động rất là nhiều. Thành ra là có nhiều người chơi giàu nhanh, nhưng mà cũng có thể nói là lỗ rất là nhanh. Thành ra nó không có ổn định. Thị trường stock, thị trường tiền số thì các bạn thấy đó, lúc lên lúc xuống. Nhưng mà bên nhà cửa thì nhìn chung là ổn định hơn rất là nhiều. Lý do là tại sao? Là tại vì các bạn thấy là một cái người, người ta muốn bán một căn nhà đi, tại nó bây giờ nhà tình hình nhà cửa có thể đi xuống muốn bán, nhưng mà đâu phải họ bán liền. Và cái thứ hai á, nhiều người mua nhà là để ở, nó có cái giá trị ở, có cái giá trị riêng tư, có cái giá trị thân mật ở đó, có cái giá trị gia đình ở đó, chứ không phải như stock mình muốn bán là mình bán, nhà mình muốn bán liền mình đâu có mình đi đâu bây giờ, đúng không các bạn? Nó có cái giá trị thực tế như vậy thì nó sẽ ít tạo cái domino effect, tức là cái hiệu ứng dây chuyền. Stock các bạn thấy rớt, ủa mình đâu cần, mình giữ cũng được, không giữ cũng được. Bitcoin mình giữ cũng được, mình không giữ cũng được. Kết quả là nhiều khi các bạn thấy xuống các bạn bán ồ ạt, dẫn tới nó tạo hiệu ứng dây chuyền. Cái này rớt, cái kia rớt, 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 rớt liên tục, đúng không? Còn nhà thì nó sẽ không có cái hiệu ứng dây chuyền như vậy, nó sẽ chậm hơn. Và khi nó chậm hơn vậy nó mang cái hiệu ứng ổn định. Rồi cái thứ hai, khi mà đầu tư bất động sản á thì các bạn thấy là lợi nhuận. Lợi nhuận nó có thể nó rất là cao, rất là nhiều. Đó. Mà mình không, vì nó ổn định, nhiều khi mình không có lo lắng lo ngủ gì hết, nhưng mà mình vẫn thấy ví dụ như vậy, các bạn có khoảng 1 tỷ đồng hay là có khoảng 200.000 đô đi, đó mình nói ví dụ có khoảng 200.000 đô, các bạn đầu tư stock thì các bạn cái stock nó tăng gấp đôi thì bạn lời gấp đôi. Còn mua nhà cửa, nhiều khi mình đầu tư 200.000, mình có 200.000, mình mua một căn nhà 1 triệu, mình mượn 800.000, sau này căn nhà giá trị căn nhà tăng gấp đôi là 2 triệu. Thì các bạn thấy từ 200.000 mình lời liền 1 triệu. Đó. Thì nó gọi là cái đòn bẩy tài chính. Các bạn nhớ một câu, trong real estate cái quan trọng nhất là đòn bẩy tài chính. Thì nhờ có đòn bẩy tài chính vậy, mình cái vốn mình ít nhưng mình vẫn lời nhiều. Thì đó là hai cái yếu tố chính của bất động sản, là nó có, thứ nhất là ổn định là vì nó có giá trị thực tế, và cái thứ hai là lợi nhuận cao. Đó, lợi nhuận cao. Thành ra hai cái tính đó làm cho rất là nhiều người thích. Có những cái ngành business này, ngành business kia, mỗi cái business nó đều có cái tốt của nó. Thì bất động sản có những cái điểm tốt và cũng có một số cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Nó không phải lúc nào cũng là hoàn hảo, không có một cái gì gọi là hoàn hảo. Đầu tư là luôn luôn là phải có rủi ro. Thì thứ nhất là cái thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp là sao? Nhưng mà cái yếu tố này có vừa là điểm tốt và vừa là điểm xấu. Vì thanh khoản thấp có nghĩa là mình muốn bán liền cũng được. Mình bỏ đóng tiền vô nhà nhưng mình rút tiền ra liền cũng chưa chắc là được liền. Đó. Thì kết quả là tại vì đâu có bán được liền, thành ra nó gọi là thanh khoản thấp. Cái số lượng người mua người bán nó thấp nhiều hơn với stock nhiều, đúng không các bạn? Bitcoin tiền số bạn lên bán cái được liền, tích tắc 1 second, 2 second là bạn có kết quả liền. Còn nhà thường thường là phải vài tuần, vài tháng, và nhiều khi chưa chắc đã bán được. Nhiều khi tới 1 năm, nếu mà mình giữ giá quá lâu, nhiều khi có nhiều người nói 1 năm rồi em mới bán được anh Đức ơi. Đó, nhưng mà dĩ nhiên trung bình thì có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thì cái thanh khoản nó thấp. Nhưng mà vì cái thanh khoản thấp nên nó tạo ra cái hiệu ứng ổn định. Như mình Đức có nói lúc đầu, nó không có cái hiệu ứng dây chuyền là muốn bán nghĩa là bán được liền. Rồi,
Cái thứ hai á, là mình phải cần một số vốn nhất định. Mình không thể nào cần quá ít ỏi, chẳng hạn không thể có 1.000 đô, hoặc là ví dụ như bạn có 1.000.000 đồng, các bạn muốn đầu tư vô nhà cửa địa ốc, các bạn không cần vốn cao, các bạn cần một số vốn nhất định. Tại vì sao? Mình vốn nhất định thì mình hùng với người này, mình hùng với người kia, mình mua. Thành ra đầu tư bất động sản là mình phải có một số vốn nhất định. Rồi, và cái quan trọng cuối cùng là kiến thức. Thì thực sự kiến thức là ngành nào cũng cần. Mình chơi, nhưng mà mình chơi stock có cái mình vô, mình nhảy ra, mình vô, mình bán ra, bán vô, mình có feel được cái nhịp đó, các bạn feel được, có thể nhảy vô bán ra, có thể lời liền. Còn nhà cửa thì các bạn phải cần kiến thức nhiều hơn, tại vì các bạn ôm một căn nhà rồi, các bạn muốn bán chưa chắc đã bán được liền, đúng không các bạn? Thành ra là nhớ giùm cho mình Đức một chuyện là trong cái đầu tư về bất động sản nó cần kiến thức rất nhiều. Các bạn phải biết cái vị trí, cái location đó có tốt hay không, cái khu đó như thế nào, cái neighborhood ra làm sao, rồi mình phải coi là chủ nhà, nhà nó có bị sụp móng hay không, nhà có mái ngói như thế nào, hàng xóm có ồn ào hay không. Tức là có rất là nhiều cái yếu tố, nhiều kiến thức mình phải coi đó. Rồi mình còn coi mình mượn lô như thế nào, mình vay tiền như thế nào, rồi khi mình cần tiền thì mình có thể dùng căn nhà mình thế chấp, mình lấy tiền ra được liền hay không đó. Nó chắc chắn là không phải lấy hôm nay đưa cái mai có được liền, thường là vậy, mà nó sẽ thách 1 tuần 2 tuần 3 tuần. Thành ra các bạn phải, rồi mỗi tháng mình phải chi trả bao nhiêu. Đó là chưa kể có nhiều bạn nghe người này người kia nói ok nhào vô mua condotel, mua xong rồi giờ ôm một cục nợ đó. Các bạn thấy, tại không có làm gì được mà mỗi tháng mình cũng phải trả tiền lời, tiền vay, tiền nợ. Rồi khi mình mua nhà cho thuê cũng vậy, nếu mình không tính toán kỹ mình cũng có thể là lỗ. Nó không như stock bạn có thể giữ đó, nhưng mà nhà nó khác nha. Khi bạn lỗ là hàng tháng bạn cứ phải trả thêm. Thành ra mình Đức muốn xin nhắc lại là đầu tư bất động sản không phải lúc nào cũng gọi là tuyệt vời, nhưng các bạn cần phải nhớ là thanh khoản nó thấp, bạn cần một cái vốn nhất định và phải luôn luôn là có kiến thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Đức Phạm ở Mỹ.